Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục quay cái lô đất thuộc xã Quảng Thanh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với tổng diện tích của nó là 1.6 mẫu, có một vườn trái cây, mặt tiền đường như quý anh chị đang thấy đây, có sẵn hai căn nhà cấp 4, điện nước đầy đủ. Và cái đường ở trước mặt quý anh chị đang thấy đây là cái đường của mình. Từ ngay chỗ cái thanh này mà đi vào ở phía trong kia là khoảng tầm 200 mét mặt tiền nha. Thì bây giờ em sẽ quay phía trong cho quý anh chị xem luôn. Đó. Đây là cái đường của mình nha quý anh chị. Đó thì cái ranh từ ngay chỗ này, tổng diện tích của nó là 1.6 mẫu nha. Nguyên một vườn trái cây này. Thì cái ranh từ ngay chỗ này đi thẳng qua đây. Nếu mà quý anh chị nào mà mua cái lô đất này thì quý anh chị có thể là ủi thẳng cái đường này luôn, là mặt tiền của mình hơn 200 m nha quý anh chị. Thì đây là cái đường vào lô đất của mình, một vườn trái cây mít này, đầy đủ hết. Có sẵn hai căn nhà cấp 4,